Hello, chào anh em. Mình vừa hoàn thiện cặp lưỡi ó thép C70 2 ly ha. Anh em nhìn cái mũi ngạnh của lưỡi ó thì rất là bén luôn. Cong vô nhìn rất là đã, rất là sát khí. Hai lưỡi này thì khoan lỗ tròn, một con đồng biển nha anh em. Đó. Một cặp thế này nhìn rất đã. Cặp lưỡi này anh khách quen ở Kiên Giang đặt. Lưỡi ó này thì một cặp là 900 ngàn nha anh em. Anh thấy nhìn cái phé ngạnh với cái mũi nó nhìn rất là sát khí luôn. Rất đã. Đó, mình để yên cho anh em nhìn kỹ nè. Đó. Cái này cá cắn thì mình chỉ cần dùng dây là hơn nha anh em. Dùng dây lại rồi mình căng dây ra chút xíu là dính rồi. Ok. Lưỡi này làm kịp câu Tết luôn nha. Còn khoảng tuần sau nữa thì sợ là ship hàng không kịp nha anh em. Anh em nào có cần lưỡi câu Tết thì tranh thủ liên hệ. Ok, cảm ơn, chào anh em.